vì sao nếu không thay đổi, Tô Lâm sẽ không dễ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khá thành công trong việc lấn lướt quyền lực của Tổng Trọng. Một trong những nguyên nhân chính được giải thích khá thuyết phục là do ông Tô Lâm và Bộ Công an đã dựa vào kho tàng Big Data. Đó là các hồ sơ đen nhúng chàm của tất cả các quan chức lãnh đạo Việt Nam, từ Trung ương cho tới địa phương. Bất kỳ ai nếu bị Bộ Công an chọn lật hồ sơ thì cũng đều dính chấu cả. Vấn đề là hồ sơ đen này được ông Tô Lâm chọn lựa như thế nào và quyết định trừng trị ai để mà xóa sổ những ai mà thôi. Các nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất hàng tứ trụ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều quan chức khác cỡ ủy viên Trung ương Đảng là các bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố khi bị Bộ Công an xướng tên thì chỉ biết cúi đầu tâm phục trước các bằng chứng xác đáng, chính xác của Bộ Công an. Tuy nhiên, câu trả lời vừa kể trên vẫn chưa đủ trước các biến động của chính trường và trên thế giới, đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết sức phức tạp và khó có thể xác định các biện pháp của Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép với ban lãnh đạo tại Hà Nội thông qua hai đồng minh chiến lược lâu đời của Việt Nam là Lào và Campuchia. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đánh giá là một trong những lãnh đạo Việt Nam đủ trình độ để có thể lèo lái Việt Nam vượt qua những khó khăn kể trên. Đồng thời đổi lại, Chủ tịch nước được ban lãnh đạo cấp cao ưu ái cho một số yêu cầu có thể chấp nhận được. Việc Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang, một ủy viên Trung ương Đảng được hơn 3 năm, chưa đủ tiêu chuẩn đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị, nhưng do tài quyền biến của Tô Lâm đã mở trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này gây ra sự kinh ngạc lớn của công luận, nhưng thực chất thành công của Lương Tam Quang không phải nhờ tài năng của Tô Lâm mà do sự ưu ái của tập thể lãnh đạo mà thôi. Trước Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021, Tiểu ban Nhân sự đã có kế hoạch điều Thứ trưởng Lương Tam Quang về Nghệ An làm một khóa bí thư để tráng men nhằm có cơ sở để bà tiếp. Nhưng lãnh đạo tại Nghệ An bướng bỉnh không chịu, nên chuyện Thứ trưởng Lương Tam Quang sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó đã không thành công. Tuy nhiên, ông Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp có những biểu hiện lạm quyền, đe dọa các lãnh đạo trong bộ máy đảng và nhà nước là điều có thật. Việc này đã diễn ra một cách có hệ thống và thường xuyên. Đó là lý do vì sao sự ủng hộ của ban lãnh đạo đối với Chủ tịch Tô Lâm rất thấp, như đã xảy ra trong kỳ Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2023. Nhưng Chủ tịch Tô Lâm lại không coi đó là bài học kinh nghiệm. Mới đây, ông Tô Lâm đã đi quá xa trong chủ trương tăng thêm sức mạnh của Bộ Công an. Đó là chuyện liên quan đến sự ra đời của cái gọi là lực lượng an ninh cơ sở, với hơn 300.000 biên chế nhằm mục đích thách thức quyền lợi của Bộ Quốc phòng và ngay cả quyền lực Bộ Quốc phòng đang nắm. Lâu nay, quân đội Việt Nam được đánh giá là lực lượng không tham gia vào việc tranh chấp quyền lực trong nội bộ của Đảng. Điều đó càng khẳng định uy thế và vai trò của quân đội Việt Nam trong việc là tấm lá chắn cuối cùng để bảo vệ sự an toàn về an ninh chính trị của Đảng và nhà nước. Trong giai đoạn gần đây, nhiều biểu hiện cho thấy các tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có những sự thay đổi quan trọng, quan điểm kiềm chế quyền lực của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Đây là vấn đề rất lớn và mang ý nghĩa lâu dài với tương lai chính trị của ông Tô Lâm để tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để bắt buộc đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết tập thể dựa vào biểu quyết của số đông trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Trong khi ông Tô Lâm chỉ là một trong ba phương án để lựa chọn nhân sự Tổng Bí thư bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Quan trọng hơn cả, dường như ban lãnh đạo Bắc Kinh không muốn chọn ông Tô Lâm cho chiếc ghế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao nếu không thay đổi, Tô Lâm không thể dễ dàng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Đại thất bại ê chề tại Campuchia bởi miếng gân gà Trung Quốc bày sẵn.
Trái với kỳ vọng của giới quan sát, chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của Tô Chủ tịch đến Lào và Campuchia đã kết thúc không kèn, không trống. Dẫu rằng Tô Lâm từng được đánh giá là một nhân vật có khả năng đối ngoại tương đối tốt, nhưng với kết quả của chuyến công du vừa kể cho thấy, vai trò của Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước với nhiệm vụ đối ngoại đã không thành công, ít nhất trong phạm vi khu vực ASEAN. Trước, trong và sau chuyến công du đến Lào và Campuchia, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng hạn chế đưa tin. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến các hoạt động của Chủ tịch Tô Lâm tại thủ đô Phnom Penh được đưa tin rất ít ỏi, mang nặng tính sự kiện. Trong lúc vấn đề tranh cãi giữa Việt Nam và Campuchia với quan điểm bất đồng xung đột về mặt lợi ích kinh tế cũng như chiến lược, đó là dự án kênh đảo Funan Thách Hồ. Theo dự kiến, phía Campuchia sẽ động thổ xây dựng con kênh đảo này vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Đây là một kế hoạch mang tính khiêu khích của ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện và con trai ông Thủ tướng Hun Sen Magnet, đã khiến lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây hết sức lúng túng và bị động. Được biết, dự án kênh đảo Funan Thách Hồ do Trung Quốc đầu tư xây dựng theo phương thức hợp đồng BOT, tức là xây dựng, vận hành và chuyển giao. Kênh đảo này dự kiến dài 180 km, nối từ dòng chính của sông Mekong, rồi sau đó đổ ra vịnh Thái Lan ở phía tây nam Campuchia. Đây là một dự án do nhà đầu tư Trung Quốc với số vốn ước chừng khoảng 1,7 tỷ đô la, thuộc khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc vươn ra khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, một công ty Trung Quốc sẽ thiết kế, đồng thời xây dựng kênh đảo này, rồi quản lý nó trong thời gian 50 năm. Sau thời hạn 50 năm, công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý và khai thác lại cho nhà nước Campuchia. Giới chuyên gia đưa ra các cảnh báo nguy hiểm của dự án này đối với chủ quyền của Việt Nam. Theo đó, trong trường hợp xấu nhất, kênh đảo này không chỉ sử dụng cho mục đích dân sự, mà còn cho mục đích quốc phòng và quân sự. Tàu chiến của Trung Quốc từ căn cứ Hải quân Riem có thể ngược dòng kênh đảo này vào sâu trong nội địa Campuchia, lên đến gần biên giới với Lào. Mặt khác, dự án này khi triển khai sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực phía tây đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 20 triệu người dân Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ. Họ sẽ thêm phần khốn khó. Tuy nhiên, một điều đáng thất vọng, theo các hãng tin quốc tế đưa tin, khi gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, thì Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã hoàn toàn không đả động gì về vấn đề kênh đảo Funan Thách Hồ. Đây là điều trái ngược với dự kiến của giới quan sát trong nước và quốc tế trước đó vẫn hy vọng rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những giải pháp phù hợp để dung hòa quyền lợi của hai nước Việt Nam và Campuchia liên quan đến dự án kênh đảo Funan Thách Hồ. Theo giới phân tích, hơn ai hết, Chủ tịch nước Tô Lâm hiểu rõ kế hoạch dự án kênh đảo Funan Thách Hồ là do Trung Quốc đạo diễn với mục đích gây sức ép lên ban lãnh đạo Việt Nam. Tại thủ đô Phnom Penh, bất chấp những tuyên bố được cho là hết sức hòa mỹ của chính quyền Hun Manet ca ngợi tình hữu nghị anh em Việt Nam Campuchia, nhưng Tô Lâm đã nhận ra dự án này là một chiếc gân gà khó nuốt mà ban lãnh đạo Bắc Kinh dành cho ông. Do vậy, dẫu có thuyết phục đến đâu đối với lãnh đạo Campuchia thì cũng hoàn toàn vô tác dụng. Đó là lý do vì sao chuyến thăm quan trọng của tân chủ tịch nước Việt Nam đã kết thúc mà không công bố tuyên bố chung giữa Việt Nam và Lào, cũng như tuyên bố chung giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là một thất bại ê chề của Chủ tịch Tô Lâm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm thất bại ê chề tại Campuchia bởi miếng gân gà Trung Quốc bày sẵn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de